Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ làm lễ thì ở nơi đây có ba nén hương, cũng xin là diệu phước cô xin cộng đồng huynh đệ và cầu sẽ dâng hương trong buổi cầu cúng. Giờ đến đây xin ba tiếng trong lệnh để tiếp dẫn cho huynh đệ chúng ta trở về nơi tam bảo để cầu đầu. Núi cầu hàng năm được tổ chức và cầu cúng cầu cho quốc thế dân an, cầu cho tất cả bá tánh vạn dân. Hôm nay chúng con về đến đây đầy đủ nhân duyên với sự chấp thuận của sư thầy và cùng các ban ngành chính quyền địa phương các cấp quận huyện đã cho đạo tràng Hòa Thanh về đến đây mỗi năm đáo lệ làm lễ cầu quốc thế dân an lạc thái bình. Thì hôm nay đạo tràng Hòa Thanh về đến đây trên tâm bảo của mẹ và xin mẹ ban phước lành độ cho tất cả bá tánh vạn dân non sông bốn bể được an lạc trong kỳ ba đời mạt pháp. Trước thì con nguyện Ngọc Đế Cha Trời, Diêm Trì Phật Mẫu và chư thần, chư thánh, chư tiên, chư thiên, chư Phật, Long Thần hộ pháp, Phật Tổ, Phật Thầy gia hộ hộ trì cho chúng con thiện nam tín nữ về đến đây trong đêm tối cầu đạo và nguyện cầu trên tam bảo đạo tràng mười phương chư Phật cũng gia hộ độ cho tất cả các nẻo đau khổ sẽ được an lạc. Ngày hôm nay chúng con thành tâm phát nguyện hướng tâm bồ đề về đến nơi tam bảo của mẹ cầu quốc thế dân an và nguyện 136 kiếp họ cha, 133 kiếp họ mẹ,
cao tổ, nội tổ, ngoại tổ, cha mẹ hai bên và bốn bên, gia hộ độ cho con cháu sớm được an lạc, biết tu hành, tu tâm sửa tánh, thoát mê trở về bến giác, cầu đạo cho của quyền thánh tổ được xứ năm tịnh độ. Hôm nay chúng con đầy đủ duyên lành, thiện nam tín nữ về đến đây, xin ngọc đế cha trời và duy trì phần mẫu mẹ giáng điển, gia hộ hộ trì và nơi tam thế Phật cũng chứng minh, Bồ Tát Phương Thù siêu lợi đại hạnh phổ hiền Bồ Tát cũng chứng minh cho đàn con trẻ ngày hôm nay cầu lễ để được an lạc, cầu cho tất cả non sông được thái bình âu ca lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
người thương, cầu cho bá tánh an vui xác trần, cầu cho ai cũng được đến gần, xóa đi đau khổ muôn cồng âu cám. Nay đã con mẹ con cha thành tâm má tính đã thương đánh qua quá xung về an vui sáng phủ đồng cùng mà đời nữ nam giờ thì có nguyện già lam chẳng che mà soi rọi u minh chẳng còn đêm nay con cầu nguyện đến trời ban vui của cô thế gian đêm này, nguyện trên Quan Âm sẽ chỉ hộ trì giúp dân biển sớm từ bi cái tấm lòng nguyện trên trăm họ của quyền kiếm xây cho con cháu sớm lo tu trở về, trên đây con nguyện cõi Bồ Đề Như Lai Phật tổ đang chìm biển Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cầu hương đến đây xin cô bác anh chị em chúng ta hướng về Bồ Đề. Thì ngày hôm nay chúng con thành tâm nguyện cầu trên Tam Thế Phật, Tam Bội Cộng Đồng, Thánh Thần Tiên Phật, Tứ Đại Thiên Vương, Bồ Tát Quan Thù, Quan Âm thể hiện gia hộ độ cho tất cả chúng con một đêm tối này được an lạc, về gia tinh tấn tu hành, biết mến cha, kính mẹ là một cái buổi mà chúng con tứ ân phải vẹn toàn. Thì ngày hôm nay hương đăng hoa quả dâng lên cho thầy, cho mẹ, cho cậu nơi này, xin cậu ban phước hồng ân và độ cho nam nữ ai còn đau khổ cũng được vượt qua, ai không có những cái gì mà buồn phiền nữa trong thân tâm, thì hôm nay con kính trên thầy tổ ban phước lành và gia hộ độ cho chúng con sống được an lạc trong đêm tối này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng Bồ Đề mà trong thân tâm cậu Khanh đã tìm thấy được, thì cậu Khanh đã không phải là cái gì hết trơn, nhưng mà cậu Khanh nói đây là bằng sự thật, có nghĩa là bước vào trong đây rồi cậu Khanh không có là mê tín dị đoan và không có mê tín dị đoan và không có ăn tiền bá tánh gần xa. Nếu cô bác anh chị em chúng ta thấy cậu pháp như thế nào đó có lì xì thì cũng xin cô bác đừng bao giờ lì xì mà hãy né qua, đi tới cái thùng công đức bỏ vô giùm cậu là cậu bả mừng rồi. Tại vì khi cái chân điện của cậu xuống thì ai sẽ đụng vào nó sẽ bị tạt cái điện đi, cậu cũng được vui mấy. Cho nên là đã đến đây mở một cái hội đạo tràng rồi thì cô bác cũng biết được trong cái sự sắp xếp của đạo tràng rồi, thì mong cầu ai có tâm Bồ Đề, ai hướng thiện, ai khuyến thiện thì cũng xin cô bác anh chị chúng ta đến thùng công đức để bỏ gieo duyên vào đó.
để cho chùa có một cái sự an lạc, có cái sự di chuyển, có cái sự tiếp dẫn. Thì hôm nay cậu Khanh đã nói ra những cái điều mà cô bác nghe vui, nghe hay thì để lòng, còn nghe không hay, không vui thì xin các cô bác, chị em chúng ta đồng quan hỷ để cậu Khanh tiếp bước bước vào buổi lễ để trình bày trong những cái bài mà cha mẹ đã ban dạy cho cậu Khanh đã từ xa xưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Xin nhắc lại một lần nữa cũng quan hệ cho cậu Khanh đến đây dùng một cái tâm pháp, cũng dùng một cái tâm ý chí phát sáng trong cái trí tuệ, chứ không có ai nhập cậu Khanh hết và không mê tín gì đâu. Cậu cũng tu hành cái gì, cậu giải thoát cho thân này chứ cậu không mê tín gì đâu. Cho nên cô bác anh chị em chúng ta quan hệ, còn các cô bác anh chị em chúng ta đã có những cái phần cô cậu đã đến đây nghe những lời ca tiếng hát mà bước ra để trình thưa với mẹ, đó là cái hữu duyên, đó là được tốt, chứ không phải là cái là cậu Khanh nói những cái điều hạng cô cậu gì hết ha. Cho nên các cô bác chị chúng ta có phần có canh, có cội, có cung, có nguồn thì khi đồ canh pháp rồi xin mời các canh nguồn cội bước ra để trình với mẹ, trình trên bề trên thì cậu Khanh cũng đồng chung để quan hỷ ha. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào trong cuộc tình thiêng liêng mà cậu Khanh đã có ở trên đây rồi. Xin các cô bác chị cùng quan hệ ạ. Nam mô món cơm trong bá tánh ơi mơ này
nên còn lay dướng đến ngày nay. Thân hài đau khổ khó thoát qua trong quân nghề, chỉ đường chỉ ngõ cho thế gian biết thời trai đắm sửa sáng cho rồi. Định nói chiều à với mở tâm bác ai thân thành đôi vô cùng. Nãy càng như bát nhã hội long qua trước người ở chốn trần gian lên thuyền. Rồi thân ta được luôn mở mang chí khai thời thông xuống nỗi trần gian biết thương người. Thương nhau dồn sống ấy dồn gặp ba đạo tay thời nằm bấm bối này chớ bỏ buông. Đó là thân như thế sống còn lăn lộn trong chiều mới cả niên mà tâm trí cửa tận tự trong mơ này. Duyên phúc ai đã có bài chiều mà cha quay về trời ban cho ấm nó nơi sự đời thì mình nên yên ta ráng lo tu chiều à ơi ráng nguyện công di đà tình à tiếng biên trao cả gần xa. Buổi này chiều nhá nhồi căng buông xả bỏ ngoài thân trời tấn ta được cần đến gần chậm quán từ sáng ban chiền điện đi ngày con tim nãy hạ xuống trần
phòng nà làm phòng đưa đứa ca ba già xuống đến đây cài đặt có nhà nhồi thì một tâm sẵn hướng có mẹ cha bên lòng đến đây trọng tam cõi trong đồng mà cũng thời soi sáng chứng minh cho đến đây luôn đăng qua quá đã bơi bài thân tâm cầu cho tất cả cuộc đời âu ca đến đây thấy tâm nổi dựng vàng thì đôi lời xin phục chúng tâm tâm đến đây đôi tiếng với bài chúc thời tên chịu thương sống vui cả cộng đồng đến đây thấy được cao dày tình thương cao quý gặp thời tiếng dù đời cay đắng cũng thời